Với những anh chị mà chúng ta tuổi ngoài 50 mà chúng ta quyết định tìm một công việc mới, hoặc là chúng ta đặc biệt là một công việc liên quan sức khỏe thể thao, đó là trở thành huấn luyện viên yoga, thì có những cái thách thức gì không? Đây câu hỏi khá là thú vị đúng không ạ? Và nếu mà anh chị trong tuổi tầm ngoài 50 muốn hiểu hơn về nghề huấn luyện viên yoga này thì có thể ở lại video này để Kim Ba có thể chia sẻ tốt hơn. Thì cứ ở tầm tuổi 50 thì với cái việc là đào tạo cho rất nhiều các huấn luyện viên trong suốt thời gian vừa qua, người trẻ cũng có, người lớn tuổi cũng có, người già cũng có. Thế thì cái tầm tuổi 50 thì Kim Ba thấy thách thức đầu tiên ấy, đó là cái thách thức về việc là những cái suy nghĩ, những cái ngại học. Vì ở tuổi 50 chúng ta nhớ lại kỷ niệm gần nhất của chúng ta là phải 20 năm trước thì chúng ta bắt đầu gọi là dừng cái việc học tập trong suốt mấy chục năm rồi đúng không ạ? Thì bây giờ đi học thì mọi người khá là ngại. cái kiểu như là ngại học một thứ mới, chúng ta không thể nào giống như hồi trước là mình có một cái văn hóa đi học ấy, là mình học 8 tiếng mỗi ngày, mình chỉ ăn và học thôi. Còn bây giờ thì mình còn bộn bề trong cuộc sống nữa, nên đôi khi chúng ta cũng lâu ngày không làm cái việc gì đó thì chúng ta cảm thấy ngại. Thì khi mà Kim Ba đào tạo các huấn luyện viên mà tầm 50 trở lên thì đa phần gặp bài toán là lười học. Ngoài ngại nhưng mà thực ra gọi là lười học, nghĩa là ngại sự đổi mới. Và cái thách thức đi kèm với việc đấy thì cũng đó là cái việc là ngại tiếp nhận những thứ mới. Chúng ta quen thuộc với những thứ cũ rồi. Đặc biệt là trong thời đại online bây giờ thì nhiều cô chú anh chị hoặc nhiều anh chị tầm 50 hay bảo là anh ngu internet lắm, chị ngu internet, chị rốt internet lắm, chị ngại thế nọ, chị ngại cái kia, kiểu như vậy. Thì đa phần là chúng ta ngại cái sự đổi mới, học hỏi cái thứ mới là chúng ta cảm thấy sẽ hơi mệt mỏi. Do vậy thì đấy cũng là một cái trở ngại đối với nhiều người. Đặc biệt việc trở thành huấn luyện viên yoga bây giờ thì chúng ta cũng phải học về kỹ năng giao tiếp, học về kỹ năng luyện giọng, học về kiến thức về giải phẫu để giúp học viên có sức khỏe tốt hơn, học về cách ăn uống, học về cách sư phạm, thậm chí với thời đại bây giờ còn phải biết cách sử dụng internet nữa, học cách sử dụng Zoom, học cách quay video để xây dựng thương hiệu, nên rất nhiều cái thứ mới. Nên là mọi người hay ngại trong việc là học cái thứ mới, thì đấy cũng là một cái rào cản rất là lớn trong quá trình khi mà trở thành huấn luyện viên yoga. Còn cái tiếp theo trong việc thách thức tiếp theo là cái rào cản tiếp theo, đó là cái việc ngại cái sự cầu toàn. Kim Ba thấy rằng sự cầu toàn thì có thể là trong hành trình của chúng ta ngày xưa thì chúng ta bây giờ chúng ta đạt một cái thành tựu nào đó trong cuộc sống, nên là đôi khi bây giờ làm cái gì chúng ta nghĩ là nó phải có kết quả ngay, nghĩa là phải thành công ngay, nó không có được điều đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu với lĩnh vực mới, đặc biệt là trở thành huấn luyện viên yoga chẳng hạn ấy, thì nó là một lĩnh vực mới nên cần phải có thời gian đủ lớn, thời gian đủ lâu để chúng ta có thể là có kinh nghiệm dày dặn hơn, nên là không thể cầu toàn trong việc là làm một lần ra kết quả ngay. Chúng ta phải cho mình cái cơ hội được thực hành đi thực hành lại, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta làm kế toán thì chúng ta phải có quá trình nhiều năm thì chúng ta mới có kinh nghiệm kế toán. Chúng ta làm giáo viên mầm non thì cũng phải nhiều năm mới mầm non được. Thì trong yoga thì cũng phải có thời gian đủ lâu. Thì bây giờ 50 thì mình đến 51 tuổi là mình có một năm kinh nghiệm rồi, nhưng không thể nào mà thì đấy cũng là một năm, nhưng mà không thể nào vừa học xong được mấy ngày lại đòi là tập dạy ngay, dạy giỏi ngay. Thì cái đấy là cái mà Kim Ba thấy rằng là khi làm việc với những người trên 50 là hay có cái trạng thái là sự cầu toàn đấy, chi tiết cẩn thận quá, nên thành ra là khó. Còn thời đại bây giờ chúng ta phải cho mình cái cơ hội mới, thử mới, tăng tốc độ nhanh hơn. Rồi cái thách thức thứ tư đó là cái sự e ngại của những mối quan hệ trong cuộc sống. Bây giờ ví dụ mình bước sang lĩnh vực mới thì đôi khi mình làm hoặc là mình dạy nó chưa được hay thì đôi khi nhiều anh chị hay ngại và sợ người ta nói ra nói vào chẳng hạn ấy. Bây giờ mình già rồi, mình làm nó phải chắc chắn, làm nó phải giỏi ngay, chứ bây giờ không người ta cười vào mặt mình. Đấy là cái câu mà Kim Ba hay nghe thấy. Thế thì cái đấy cũng là một cái trở ngại là chúng ta hay để ý cái ánh mắt nhìn của những người xung quanh. Có thể là vì tầm tuổi này đôi khi lại có con có cháu rồi, làm mà lại không ra hồn thì đôi khi cũng con cháu nó hay cười vào mặt cho, thì cũng đấy là một cái trở ngại, cái bài toán tâm lý của cái góc nhìn của những người xung quanh. Thì đấy là cái mà Kim Ba quan sát nhiều hơn. Còn dĩ nhiên thì nhiều cô chú, nhiều anh chị cứ quên mất thì gọi là anh chị, đôi khi cô chú thì nhiều anh chị là đôi khi tầm tuổi này thì chúng ta sức khỏe nó đi xuống, nên đôi khi chúng ta hay so sánh với đội trẻ. Bây giờ mình là huấn luyện viên tuổi 50 thì nó không thể giống như huấn luyện viên tuổi 20 được. Cái đội 20 ấy trẻ, thon gọn, đẹp, xong mình người dẻo hơn rất là nhiều. Thì ở tầm tuổi mình thì mình sau này mình học huấn luyện viên thì mình sẽ đi theo các cái nhánh mà thiên hướng về trị liệu cho người trung tuổi thôi. Nhưng mà đôi khi thì nhiều anh chị hay vào đấy hay so sánh, ôi rồi ôi mình già này thì làm sao ra nghề, đội kia nó trẻ hơn, nó dẻo hơn, thì làm sao mà mình dạy yoga người ta chọn mình. Thì đấy là một cái cái thách thức là so sánh. Cứ lấy tuổi 50 đi so sánh tuổi 20 thì chả hiểu sao cả. Nhưng mà đấy là cái tâm lý mà cái ba thấy gặp hay gặp phải. Rồi cái tâm lý tiếp theo là cái thách thức tiếp theo là chúng ta thường là cái tầm tuổi này là hay quen thuộc theo kiểu cách làm cũ, cái gì cũng phải trực tiếp. Nhưng mà thế giới bây giờ là online hết rồi, nên là khi cái ba đào tạo thì nhiều anh chị cũng là hay có cái rào cản là chị phải dạy trực tiếp, cái gì cũng phải làm trực tiếp. Nhưng mà trực tiếp thì làm sao được,
giờ thầy giỏi thì phải khắp nơi, thì phải bạn phải đi đến thầy chứ, phải bay đến, đi xa hơn nó tốn kém hơn nhiều thời gian. Nhưng mà đôi khi cứ kiểu bị rào cản là cái gì nó phải sờ tận tay tận mặt, cứ phải trực tiếp, mà rất nhiều người điều đấy cũng gây ra sự trở ngại trong việc là khó tiếp nhận những cái thứ mới hơn, nó bị hạn chế, nó bị chậm lại, nó mất nhiều chi phí cơ hội. Thì đấy là cái ba tổng hợp lại những cái. Thế thì để khắc phục những điều này thì cái thứ nhất đầu tiên ấy là cái việc học, thì nó phải bắt đầu từ đầu. Học tập đối với cái ba là hành trình, học tập, học tập là trọn đời. Đấy, mình lớn tuổi rồi, mình trung tuổi mà mình học thì nó làm gương cho con cái chứ, đâu phải là mình già rồi mình thôi, mình dừng lại quá trình phát triển của mình. Đôi khi sự phát triển mình tốt hơn nó làm động lực cho con trẻ chứ. Nên là đấy là cái bạn khuyến khích về điều đấy. Cái tiếp theo nữa là đặc biệt phải sử dụng internet nhiều hơn, thì cũng chả khó, internet cũng chả khó, cái thứ mới lại chả khó, cái gì mình học dần thì mình sẽ phải giỏi thôi, chứ chẳng có cái gì là nhanh vội cả. Cứ học theo đúng quy trình, đúng bài bản. Hồi trước để Kim Ba có thể dạy yoga phải học rất nhiều năm, nhưng bây giờ các khóa đào tạo nó tinh gọn rồi, nó có nhiều công cụ hỗ trợ nhiều hơn rồi. Thầy trước thì phải vất vả xây dựng giáo án, thì bây giờ các bạn huấn luyện viên đi học, huấn luyện viên gần như giáo án đã được chọn giáo án tốt nhất rồi, có các mẫu giáo án tốt nhất để các bạn hỗ trợ làm cái công cụ để các bạn đi dạy trong việc thời gian ban đầu. Còn ban đầu Kim Ba mới phải là vất vả phải xây dựng từng bước một, xong rồi thử sai các giáo án, thử nghiệm xem có được không, hiệu quả không, sau đó mới giữ lại cái giáo án đấy. Còn bây giờ các anh chị em huấn luyện viên học nghề xong là có sẵn mẫu giáo án rồi, quá nhanh rồi. Còn cái việc ví dụ như sử dụng internet hàng ngày thì cũng bấm từng nút một một thôi. Ví dụ Kim Ba có những câu chuyện, nhưng anh chị hôm trước có chị Nga ở Na Uy, 63 tuổi, chị từ Na Uy mà chị học online, chị bay về Việt Nam, chị chơi ở văn phòng Kim Ba. Thế thì chị này ban đầu cũng chả biết sử dụng máy tính, chả biết gõ văn bản đâu, nhưng mà tham gia khóa học thì mình học dần. Quan trọng là mình có cái niềm vui là việc học thêm thứ mới thì nó làm cuộc đời chúng ta nó thông thái hơn. Chứ giờ mình nghĩ việc học nó giống như việc đau khổ ấy thì nó khó tiếp nhận, nó bị đóng não ngay lập tức. Còn cái khắc phục tiếp theo nữa là cái việc là đừng so sánh. Ví dụ như là mình trung tuổi 50 thì mình sẽ sau này mình mở lớp yoga thì mình sẽ dạy cho tầm 50 thôi, chứ mình không thể dạy cho người 18 được. Với hai là yoga không phải dẻo. Mọi người cứ nhìn trên mạng internet người ta đăng nhiều về động tác dẻo, nhưng thực ra thì mọi người thấy cái ba phô diễn động tác dẻo mấy đâu. Tập luyện động tác đơn giản, người yếu nhiều hơn người khỏe. Còn mấy cái người tập dẻo chẳng qua là phô diễn, biểu diễn dọa ma là chính, chứ học viên mấy khi người ta tập động tác đấy đâu. Đúng mọi người. Nên là tầm trung tuổi anh khuyến khích những chị em tầm 50 trở lên ấy thì dạy yoga nó thiên hướng về việc là nâng cao sức khỏe thôi. Còn mấy động tác kia làm được thì làm, không làm được cũng chả ảnh hưởng gì. Học viên họ đến với mình mong muốn nâng cao sức khỏe, chứ có phải nghe mình xem mình biểu diễn đâu mà cần phải tập động tác dẻo để biểu diễn khoe mẽ gì với họ đâu, không cần. Đúng không ạ? Còn tiếp theo nữa là cái việc sử dụng internet nó phải được tăng cường nhiều hơn, thì giúp anh chị em chúng ta có việc là cập nhật, nó tranh thủ, vì đôi khi tầm tuổi này thì vẫn phải làm công việc A, công việc B, đôi khi còn chăm cháu, chăm con chẳng hạn, đón con bận rộn thì không sử dụng online thì rất là khó. Rất là khó, bây giờ làm sao dứt ra được khoảng tuần một tháng đi sang thành phố khác mà học được, nó hơi phi thực tế. Nên là phương tiện online là phương tiện hiệu quả. Bây giờ con cái mình bây giờ nó học online hết rồi thì bây giờ mình buộc phải dùng online thôi, và online dần dần mình dùng nhiều, cái gì dùng nhiều cũng chả quen nữa. Đôi khi cái tivi mua về nhà mọi người có đọc sách hướng dẫn đâu, mò dần cũng ra. Tất nhiên đấy là mò, còn nếu mà mình được thầy cô hướng dẫn bài bản thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái ba tổng hợp lại cho từng bước. Nên là những anh chị mà tầm 50 mà có cái sự thắc mắc nào đó trong cái hành trình tìm kiếm, mình tập luyện yoga rồi, mình khỏe rồi, bây giờ mình muốn hiểu sâu hơn, mình muốn mở một lớp xinh vui vui trong khu phố nhà mình để mình có thể gọi là nghỉ hưu hay là cũng có thêm một chút thu nhập, hoặc là có một cái cộng đồng xinh để mình có thể là trò chuyện hàng ngày để chia sẻ sở thích cá nhân riêng của mình và muốn tìm hiểu để trở thành huấn luyện viên yoga, thì có thể kết nối Kim Ba. Hàng tuần thì mình sẽ có những cái buổi định hướng cho mọi người, giải đáp thắc mắc mọi người xem là học sẽ cần như thế nào, học cái gì trước, học gì sau. Ví dụ trên tay Kim Ba chính là một cái mẫu về cái bộ xương về giải phẫu yoga để hướng dẫn mọi người về hiểu hơn cái địa đệm của mình để mình xây dựng cái giáo án về trị liệu phần lưng. Đấy thì từng bước thì anh chị mà quan tâm thì có thể nhấn vào đường link ở bên dưới có điền lại thông tin, thì các bạn trợ lý sẽ gọi điện để sắp xếp cho mọi người và tư vấn cho mọi người cái lộ trình từng bước. Và cần thiết thêm thì Kim Ba sẽ giải đáp kỹ hơn mọi người vào trong các cái Zoom, các cái buổi chuyên đề định hướng hàng tuần, đúng không ạ? Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những video chia sẻ tiếp theo.